Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Bài tin mừng truyền tin tất cả chúng ta đều nghe biết và hầu như thuộc hết rồi. Hôm qua như đầu lễ trục tế nói, chúng ta đã nghe truyền tin cho ông Zacharia. Đó là cuộc truyền tin đi trước và làm nổi bật lên cuộc truyền tin của Đức Trinh Nữ Maria ngày hôm nay. Cái bài ca mà chúng ta hát thường xuyên, ai cũng thuộc mà hát to lắm: "Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng." Bây giờ thưa anh chị em, tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái ý nghĩa của tiếng xin vâng Đức Trinh Nữ Maria. Ý nghĩa đó có ngay trong bài tin mừng. Thứ nhất, mẹ xin vâng với tính cách là nữ tỳ của Thiên Chúa. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Thứ hai, mẹ xin vâng là vâng với lời Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Lời sứ thần nói là lời Chúa. Vậy thứ nhất, mẹ xin vâng với tư cách là nữ tỳ của Chúa. Nữ tỳ đây là người nô lệ. Người nô lệ đối với ông chủ không có quyền nào khác hết, không có quyền sinh sống, không có quyền làm bất cứ gì, chỉ có một cái quyền duy nhất là vâng theo ý của chủ, làm theo lời của chủ. Mẹ Maria khi xưng mình là nữ tỳ thì mẹ muốn nói lên rằng toàn thể con người của con, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ giây phút đầu tiên và mãi mãi sau này là bởi Chúa và hoàn toàn thuộc về Chúa. Con không có gì thuộc về mình cả, không có gì là của mình hết, tất cả là của Chúa. Và vì thế Chúa có toàn quyền trên con người, cuộc sống và chính sứ mạng, sứ vận mạng của con.
Điểm thứ hai, Đức Maria thưa vâng là vâng với lời Chúa. Mẹ nghe lời Chúa và thưa vâng, sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy. Tôi muốn đi tiếp nữa thưa anh chị em. Để có thể thưa vâng ngày hôm nay đó, trong cuộc truyền tin không phải dễ dàng. Bởi vì sao? Những điều sứ thần nói hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Đức Trinh Nữ Maria. Con người khiêm nhường bé nhỏ theo cái phân tích thời đó, thưa anh chị em, gần tới thời Đấng Mêsia đó, thì cô thiếu nữ nào cũng mong ước được trở thành mẹ của Đấng Mêsia, trừ Đức Trinh Nữ Maria. Đức Trinh Nữ không hề có một tham vọng tí nào hết, hết sức sống khiêm nhường nhỏ bé hạ mình. Nhưng không mới mơ tưởng, bây giờ đùng một cái thiên thần đến, nói những cái chuyện quá lớn lao, vượt quá tất cả mình. Rồi gì nữa? Mẹ không quyết định không sống cuộc sống hôn nhân gia đình để hoàn toàn thuộc về Chúa. Bây giờ bảo mang thai và sinh con nghĩa là cái gì? Rồi gì nữa? Cái thứ ba là bây giờ thì nguyên tắc thì thành hôn với chồng là ông Giuse rồi. Ở đây họ dịch là thành hôn, có một số người không đồng ý chuyện đó. Nhưng thưa anh chị em, bên Do Thái thời đó đó, lễ hỏi, mình gọi là lễ hỏi, thì hai người nam nữ đã chính thức trở thành vợ chồng trước mặt pháp luật. Thành thử ra trường hợp người nữ chưa về nhà chồng nhé, mà có thai, nếu có thai do người chồng đó thì cái thai đó là hoàn toàn hợp pháp, được pháp luật công nhận. Còn nếu không đó thì người nữ đó có thể bị ném đá cho chết. Và rồi một trong hai người nếu mà chết trong thời gian hỏi đó thì người kia có quyền hưởng gia tài đúng như pháp luật nói về cha mẹ, nói về vợ chồng. Như thế chúng ta hiểu họ dịch chưa thành hôn có lý chứ không phải không. Chưa về với nhau nhưng mà thực sự trước mặt pháp luật đó là vợ chồng thực sự. Bây giờ cái tiếng thưa vâng của mẹ là quá mạo hiểm, bởi vì có thể bị ném đá, chưa về với ông Giuse. Như thế thưa anh chị em, đâu có phải một sớm một chiều mà Đức Trinh Nữ Maria có ngay lúc này mà có rước trước cái hoàn cảnh quá khó khăn, vượt sức tưởng tượng của mình mà lại có thể thưa vâng được. Để có thể thưa vâng như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng suốt cuộc đời của mẹ, trong từng giây phút, từng biến cố sự việc lớn nhỏ xảy ra, mẹ đã luôn luôn thưa vâng với Chúa. Mẹ luôn luôn thưa vâng với Chúa. Trong cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, tôi có dịp nói với anh chị em một lần rồi thì phải. Trong cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm là cái cuốn sách mà chính Đức Maria kể lại cuộc đời của mình, đúng hơn là cuộc đời của Chúa Giêsu với mẹ. Thế thì trong đó chính mẹ kể rằng khi còn nhỏ, chúng ta biết là 3 tuổi được dâng trong đền thờ rồi, mẹ đi vào đền thờ nuôi trong đó với một số các thiếu nữ khác. 5-7 tuổi thì bị mấy người thiếu nữ kia bắt nạt, ăn hiếp. Thế rồi cứ đi báo cáo với cho ông Simeon và bà Anna nói sai. Rồi ông Simeon và bà Anna hiểu Đức Maria không tốt, không tốt. Nhưng mà Đức Maria không hề cải chính, không hề thanh minh, thanh nga gì hết. Sau một thời gian lâu rồi, hai ông bà mới khám phá ra rằng là không phải như thế. Đó là một chi tiết rất nhỏ thôi, cho thấy rằng ngay từ nhỏ và từ giây phút Đức Maria
hoàn toàn thưa vâng với Chúa. Bây giờ thưa anh chị em, tôi phân tích sơ qua thôi. Bây giờ phân cái điều quan trọng đối với chúng ta. Khi chuẩn bị những ngày cuối cùng để mừng Chúa Giáng sinh, bài tin mừng này nêu rõ Đức Trinh Nữ Maria trong tiếng xin vâng muốn dạy chúng ta điều gì. Lời nguyện đầu lễ, anh chị em hôm nay có để ý nghe không? Lời nguyện đầu lễ ấy nói rằng là xin cho chúng con học đòi gươm khiêm nhường của người hằng thuận theo ý Chúa. Học đòi gươm khiêm nhường của người hằng thuận theo ý Chúa. Bây giờ đến lượt chúng ta. Có ai cho chúng ta không thuộc về Chúa không? Chúng ta là của Chúa, chúng ta thuộc về Chúa. Chúa cho chúng ta sinh ra trên đời này. Đó là lần thứ nhất nhé, với tính cách là thủ tạo với tạo hóa. Lần thứ hai là chúng ta được chịu thánh đẩy. Lần thứ hai thuộc về Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn nữa, thuộc về trong Chúa Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta là nữ tỳ của Chúa, là nô tỳ, là nam, nữ nô lệ, là nam nô lệ, là người thuộc về Chúa từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Chúng ta sinh ra đời này, chúng ta sống trên đời này, nhất là sống đời Kitô hữu, không có chuyện gì khác hết, chỉ là sống khiêm nhường để luôn luôn thuận theo ý Chúa, đấng mà chúng ta hoàn toàn lệ thuộc. Chúng ta có bao giờ nghĩ như vậy không? Nhiều người luôn luôn sống một cách rất tự nhiên. Sống tự nhiên nghĩa là coi cái này là của mình, là mình quyền làm chủ, mình muốn làm gì thì làm. Không, ta quên mất một chuyện đó. Chủ quyền tuyệt đối là Thiên Chúa. Đức Maria đã nghĩ và đã sống như thế đó. Không phải là Đức Maria, tất cả mọi người chúng ta cũng thế. Chủ quyền tuyệt đối là Thiên Chúa. Tôi không còn quyền gì hết nữa. Mọi sự của tôi là của Chúa, thuộc về Chúa. Cho nên cái chuyện gì thưa vâng như thế nào, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng nghĩa là cái gì? Nghĩa là tôi tin rằng tất cả mọi chuyện hiện tại lúc này, tôi là con người như thế này, có ưu điểm, có khuyết điểm, có sở trường, sở đoạn, có tài năng hay là ngu dốt, tất cả những cái đó đều thuộc về Chúa, bởi vì đến từ Chúa. Tôi không chọn tôi sinh ra như thế này, tôi không chọn tôi là con người như thế này thế kia, không có chuyện đó. Chúa chọn cho tôi tất cả. Vì thế toàn thể con người, cuộc sống của tôi đến từ Chúa và thuộc về Chúa, phải quy hướng về Chúa. Từ cái nguyên tắc đó rồi, chúng ta sẽ thấy cái gì? Mọi chuyện lớn nhỏ, những chuyện rất nhỏ xảy ra trong cuộc đời của mình, tất cả là ý muốn của Chúa, tất cả đều đến từ Chúa. Và sống đẹp lòng Chúa có nghĩa là chúng ta thưa vâng với Chúa, có nghĩa là chúng ta đưa tất cả về với Chúa, dâng lại cho Chúa hết. Dâng lại cho Chúa tất cả. Bây giờ bệnh tật, già yếu, mỏi mệt, chán lắm, buồn lắm, nhưng tất cả bệnh tật già yếu đó bắt nguồn từ Chúa. Chúa muốn như vậy mà. Bây giờ tôi có người chồng như thế này, người vợ như thế kia. Người chồng đó đến từ Chúa, người vợ đó đến từ Chúa, dù họ bê bối tội lỗi. Nhớ kỹ, đức tin người đó đến từ Chúa. Và Chúa muốn tôi thể hiện cái lòng khiêm nhường thuận theo ý Chúa qua việc đối xử với chồng tôi, với vợ tôi, với con cái của tôi, với mọi người chung quanh. Từng bước một, từng ly từng tí một,
Cái đó gọi là thưa vâng với Chúa. Tức là hoàn cảnh thời tiết nắng mưa đủ chuyện, những dự tính của mình khi thành công, khi thất bại, và có nhiều chuyện anh em thấy hàng ngày nhiều chuyện xảy ra, mà phần lớn những chuyện đó nó xảy ra trái ý mình, không như mình mong muốn. Nhưng sao? Nó lại là ý Chúa, nó đến từ Chúa. Trên mẹ dạy con hai tiếng xin vâng có nghĩa là bây giờ cùng với mẹ quy về Chúa tất cả, sẵn sàng thưa vâng với Chúa trong từng hoàn cảnh, từng chi tiết, từng trái ý, mà ngày nào chúng ta cũng phải thưa vâng rất nhiều như vậy. Cái thứ hai, thưa vâng với Chúa, đặc biệt trong lời Chúa chúng ta đã nghe, chúng ta đọc. Lời Chúa là chính Chúa, lời Chúa nói ra là chính Chúa, cho nên chúng ta thưa vâng với lời Chúa là thưa vâng với chính Chúa. Chúng ta biết nhiều lời Chúa mà, hiểu lời Chúa mà, nhớ lời Chúa mà chúng ta có làm theo không? Cuối cùng thưa anh chị em, khi chúng ta cố gắng, tôi chưa nói là hoàn hảo, nhưng mà cố gắng sống thưa vâng với Chúa trong cuộc sống thường ngày của mình, thưa vâng với Chúa với lời Chúa chúng ta đã nghe, đã biết, thì cái chuyện gì xảy ra? Cái chuyện rất lớn lao sẽ xảy ra. Làm sao ta biết được điều đó? Khi mẹ thưa vâng với Chúa thì lập tức ngôi lời trở thành xác phàm, làm người trong lòng mẹ. Ngày nay cũng thế, anh em vui lòng nghe rõ, mỗi lần chúng ta thưa vâng với Chúa là một lần ngôi lời Thiên Chúa đến trong chúng ta. Không phải ngôi lời không có đến trong ngày Giáng sinh nữa, xong rồi, đến cách đây là hơn 2.000 năm rồi. Giáng sinh là chúng ta chỉ nhắc lại cái mầu nhiệm đó, cái việc đó mà thôi, chứ không phải. Nhưng mà ngôi lời vẫn tiếp tục đến trong mỗi người, trong từng giây phút hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta, đến trong chúng ta như hôm vừa tôi nói đó, để ngôi lời lớn lên trong chúng ta. Vậy thì thưa anh chị em, mỗi lần chúng ta sẵn sàng thưa vâng với Chúa, mỗi lần chúng ta xác định rằng con là của Chúa, con thuộc về Chúa, mỗi lần chúng ta quy hướng chuyện này chuyện khác, nhất là những chuyện trái ý, khó chịu, buồn rầu, đưa về Chúa, là một lần chúng ta đón nhận ngôi lời trong đến trong chúng ta. Người ta làm hang đá, dọn đèn rất là nhiều, nhà nào cũng làm, ai cũng phấn khởi lắm. Mà tôi muốn hỏi anh chàng, có dọn tâm hồn chưa? Hôm rồi tôi có nói, đối với tuyệt đại đa số dọn tâm hồn, tức là đi xưng tội một cái là xong, các bạn có bản thân không có gì hết cả. Thưa anh chị em, không phải như vậy đâu. Không phải như vậy đâu. Xưng tội thì xưng tội, chưa chắc đã đón được Chúa. Ở chỗ này thì bài tin mừng hôm nay và cái lời nguyện đó, chắc chắn chúng ta sẽ đón được Chúa khi noi gương mẹ, sống khiêm nhường hạ mình để hoàn toàn tùy thuộc về Chúa, và luôn luôn sẵn sàng thuận theo ý Chúa, thưa vâng với Chúa trong từng chi tiết một. Cứ mỗi một chi tiết như vậy là một lần ngôi lời đến trong chúng ta. Ước gì thưa anh chị em, năm nay chúng ta sẽ chiêm ngắm Đức Maria, đặc biệt để hiểu rằng mẹ đã được chuẩn bị và chính mẹ cũng hết lòng cộng tác với Chúa để đón nhận ngôi lời đến trong hồn xác của mình, trong cuộc đời của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Giáng sinh, chúng ta được mời gọi noi gương mẹ, cùng với mẹ thưa vâng với Thiên Chúa, nghĩa là quy tất
cả và mọi chuyện, mọi sự, mọi người về Chúa và để xác định Chúa có toàn quyền trên con người, cuộc sống của chúng ta, của gia đình chúng ta. Và như vậy là chúng ta đón Chúa Giáng sinh.